Donald Trump đã nói, sự giàu có đến từ việc đầu tư dài hạn vào những cơ hội bất động sản tốt, chứ không phải từ những giao dịch ngắn hạn. Bằng chứng là các sản phẩm bất động sản vị trí đẹp trung tâm và được phát triển với tầm nhìn vượt thời đại. Donald Trump trước khi trở thành Tổng thống Mỹ đã nổi tiếng với các dự án bất động sản quy mô lớn, đặc biệt là những dự án ở các vị trí đắc địa và có giá trị dài hạn như Trump Tower, tòa nhà 40 Wall Street 71 tầng ở thành phố New York, Resort Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida. Những tài sản này đại diện cho tầm nhìn dài hạn của Donald Trump trong việc đầu tư vào các vị trí bất động sản chiến lược, có tiềm năng sinh lợi lớn và giá trị bền vững qua thời gian. Quý vị đã sẵn sàng mở khóa tiềm năng kinh doanh những cái vị trí tốt nhất để thành công cho chính mình chưa? Hãy bắt đầu cùng Địa ốc Đại chúng nhé! Có thể nói kinh doanh là môn thể thao cần sức bền và tận dụng cơ hội tốt, đầu tư để chiến thắng đâu chỉ là đột tiền để giành thị phần và quảng cáo. Vị trí thu hút khách hàng và chiến lược khai thác dài hạn là chìa khóa bền vững. Shophouse tại The Global City ở An Phú, thành phố Thủ Đức chính là nơi lý tưởng để xây dựng một tương lai bền vững cho doanh nghiệp của bạn. Với Địa ốc Đại chúng, bạn sẽ sở hữu những không gian đỉnh để kinh doanh shophouse, showroom, văn phòng đại diện, hotel, cafe, nhà hàng để phát triển thương hiệu của quý vị. Không chỉ có lợi nhuận trong ngắn hạn với các hoạt động sôi nổi thu hút nơi đây, đây còn là cơ hội để bạn mở rộng thị phần trong nhiều năm tới. Thứ nhất, giá trị bất động sản tăng bền vững và nhanh chóng theo hạ tầng khu vực, đường Liên Phường, đường Đỗ Xuân Hợp, cao tốc, nút giao An Phú, vành đai 3. The Global City đang phát triển mạnh mẽ kèm hệ thống sản phẩm đa dạng và lượng cư dân khách hàng cao cấp của khu vực, hứa hẹn giá trị tương lai cực tốt. Thứ hai, đối tác uy tín. Với Địa ốc Đại chúng, bạn sẽ nhận được hỗ trợ hàng đầu từ khâu tư vấn địa điểm vàng phù hợp ngân sách đầu tư đến sự đồng hành dài hạn, mua bán, cho thuê, chuyển nhượng, ký gửi, tư vấn thiết kế. Thứ ba, cộng đồng kinh doanh sôi động, hình ảnh tốt và phát triển theo cấp số nhân. Hãy tưởng tượng doanh nghiệp của bạn tọa lạc trong một môi trường nhộn nhịp với cư dân và khách hàng tấp nập. Vậy bạn đã sẵn sàng nắm bắt tương lai cùng The Global City chưa? Hãy đưa ra những quyết định đầu tư thông minh ngay hôm nay cùng Địa ốc Đại chúng nhé!